Xin chào mừng quý vị, anh chị và bạn quay trở lại với kênh mua bán từ cũ kèm loan. Có một chiếc xe BMW X6 đang được chào bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, được sản xuất năm 2008 anh chị nhé. Vâng, chiếc xe em đang chào bán với cái mức giá là 590 triệu đồng. Quý vị anh chị bạn đang có nhu cầu muốn mua một chiếc BMW mà đang tham khảo rất nhiều salon mà chưa mua được, xem được video clip của em nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình, like và chia sẻ kênh giúp em loan nhé, để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất đưa lên. Quý vị anh chị bạn thì Zalo trực tiếp cho em loan là 0376658009, hoặc đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương nhá. Chiếc xe BMW X6 này thực sự rất là đẹp luôn, hoàn toàn anh chị các bạn về sẵn sử dụng, không phải làm bất kỳ hạng mục gì. Xe mang biển số Hải Phòng anh chị nhá. Chiếc xe này, chiếc xe bản full này, đó, bô vuông này, cửa hít này, cửa sổ trời toàn cảnh, và trang bị khối động cơ 3.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Mỹ anh chị nhá. Đấy, form dáng của dòng X6 rất là đẹp luôn. Và dòng xe 5 chỗ gầm cao rất rộng rãi, từ năm 2008. Với cái tài chính của chiếc xe này khá nhiều anh chị nhá. Đấy, tầm 4-5 tỷ cơ. Đấy, và đối với thời điểm hiện tại năm 2022 thì bên em loan bán với cái mức giá chỉ có 590 triệu đồng thôi. Đó, thực sự là một cái dòng xe chuẩn, dòng xe của chủ tịch luôn. Hoàn toàn thiết kế không lỗi thời theo thời gian, mà cái form dáng phải nói nó trường kỳ theo thời gian luôn, chứ không phải là lỗi thời theo thời gian nữa. Xe được trang bị cửa hít anh chị nhá. Nhớ ghế 3 vị trí, chế độ lái thể thao, cửa sổ trời toàn cảnh. Rất rất đẹp luôn. Hoàn toàn là xe zin, keo chỉ zin. Một cái mức giá bên giao bán có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc nhá. Hai vùng điều hòa độc lập, sấy ghế, túi khí quanh xe. Anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe về đi tán gái này, chiếc xe này phải nói là quá là hợp lý này. Đấy, tài chính thì cũng rất là dễ mua. Alo, em Đoan để được sở hữu nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Gầm bề thì khỏi che nhá. Anh chị các bạn có nhu cầu với cái chiếc xe này thì đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương nhá. Và bên em có nhận trao đổi xe. Đấy, 5 chỗ ngồi, rộng rãi như dòng xe 7 chỗ nhá. Rất đẹp luôn. Anh chị các bạn alo trực tiếp cho em loan để sở hữu chiếc xe là 0376658009 nhá. Đó, quá là xuất sắc. Mẫu xe của Mỹ,